Bà ơi, giữa trời nắng quá. Rồi bà lụm da chai nữa hả? Bà tắt cái máy cho con một chút được không? Tắt cái máy cho con một chút được không? Cho nó ngưng lại đi, con nói chuyện này nè. Rồi tặng quà. Bà tắt đó cho nó ngừng lại đi. Rồi. Đó con hát kìa. Bà dặn nhỏ lại nữa. Cô biết kỳ chú Hưng ơi, thương bà quá. Bụi bặm đường xá xa xôi bụi bặm quá rồi đi lụm da chai nữa đó hả bà? Cô biết kỳ chú bữa nay bà bán đài nào? Hai ba đài gì lận. Vậy hả? Đâu rồi, bà lấy 94 đi. Hai tờ, cô Vicky và chú Hưng ủng hộ bà hai tờ. Thương xót cạnh bà quá cô chú ơi. Đi lụm da chai nữa nè cô chú Kỳ chú Hưng. Mặt quần bị rách nữa nè cô chú ơi. Hai tờ nha. Dạ. Rồi cô Vicky chú Hưng mua ủng hộ bà hai tờ. Hai tờ số 94 nè cô Vicky chú Hưng ơi. Đài Tây Ninh. Dạ bà đợi con cái. Hôm nay cũng đủ nhân duyên lành. Con thấy bà đi trên đường bán vé số trong cái tiết trời nắng nóng lắm. Bà ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Nắng mệt lắm chú. Nắng mệt lắm hả bà? Nắng mà nắng mấy ngày nay nắng mệt lắm, đi đường mệt chú dần á. Đi đường mệt lắm bà ha. Rồi nay cô Vicky chú Hưng ở Mỹ dành tình thương cho bà trong cái tiết trời mùa đông lại về. Cô Vicky chú Hưng tặng cho bà cái nón len và cái áo ấm khi mùa đông về. Đây con lấy ra cho bà nha bà. Nè bà ơi áo ấm. Rồi bà khui ra bà mặc đi bà. Dạ. Để về nhà rồi mình mặc chứ. Dạ bà mặc nè, con quay cho cô chú coi cho vui với bà nè. Rồi cho cô chú coi vui với bà. Dạ. Nè, bây giờ bà lấy cái nón đó xuống đi. Bà lấy nón bà xuống nha. Ôi, tóc bà trắng hết rồi cô chú ơi. Nè, bà đội từ ở dưới này lên nè bà. Cái phương này là mắt với miệng đó bà. Đó, bà đội, bà nhắm cái này bà đội lên nha. Bà đội ở dưới đây lên nè bà. Nè, ở dưới đây bà ơi, bà chồng ở dưới này lên. Dạ. Nè, xe chạy đồ gì, trời nắng lắm cô chú ơi. Rồi bà quay ra lại nha. Dạ bà quay ra lại bà ơi. Nhìn cảnh này thương quá cô chú ơi. Nhìn bà thương quá. Đó. Nắng nôi đội cái nón nè. Bà đội cái nón đen thùi lùi luôn rồi. Bây giờ con mở cái áo ra cho bà. Nè bà ơi áo đẹp lắm. Bà đi mưa đồ gì cũng không có bị ướt mưa. Dạ. Bà kéo á bà, có dây kéo á. Đó bà mặc vô nha bà. Thương bà quá cô Vicky chú Hưng ơi. Giữa cuộc sống này ai sanh ra được trong chân ấm niệm im thì có con cái chăm lo trọn vẹn quá. Còn hoàn cảnh của bà nè cô chú. Đó. Nè bà để cái này xích ra ngoài xa. Dạ. Bà để vô nha. Thấy tội quá cô chú ơi. Bên đó là dừa đó cô chú quý vị. Ở dưới bên kia là hồ sen. Cả hồ sen luôn. Hồ sen quá chừng. Chuối nữa nè quý vị ơi. Đó bà mặc đẹp quá bây giờ. Xin cảm ơn cô Whisky và chú Hưng ở bên Mỹ rất nhiều. Chúc cô chú mạnh khỏe. Dạ. Bà có ước mơ gì không bà? Giờ có biết ước mơ gì đâu nói. Trong cuộc sống này bà không ước gì nữa hả? Giờ chỉ bán được tờ số nào thì hưởng tờ đó thôi chứ cũng có ước gì đâu giờ. Vậy Giờ già tuổi này giờ có ước gì đâu giờ. dạ thương bà quá cô chú ơi. Bà ơi con chúc bà đi bán vé số hết vé số và con chúc cho bà nhiều sức khỏe bình an nha. Rồi bà chào với con đi, con chào bà. Dạ rồi con chào bà. Rồi con đi nha bà. Thương quá cô chú ơi. Chúc chú đi khỏe nghe. Dạ con chúc bà cũng khỏe. Đi giữa trời nắng vậy nè cô Vicky chú Hưng. Áo đẹp quá chú Dạ. Hưng ơi. Rồi bà vui không bà? Vui mừng. Áo áo đẹp làm Áo sao đẹp, bà? đẹp, áo đẹp quá. Đẹp quá hả? Có cái nón đó đẹp, à, bà giữ nắng nữa đó. Rồi, cảm ơn. Đội lên mùa đông rồi. Con Rồi. chúc bà nhiều sức khỏe. Con chào bà. Rồi, cảm ơn chú. Rồi.
Đó cô ơi, chuối ở dưới đây nè, ở dưới đó hồ sen đó cô chú ơi. Hồ sen ở dưới, ở bên đây là hàng dừa.